Xin chào mọi người quay trở lại với lớp vẽ nhí. Và chủ đề video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ hoa hướng dương. Ở đây mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ về ba góc độ cơ bản nhất của loài hoa này, đó là góc chính diện, góc 3/4 và góc nhìn từ phía sau. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ hoa hướng dương ở góc nhìn 3/4 để cho bông hoa được tròn đều, không bị méo hay bị lệch sang một bên. Các bạn nên phác thảo vào khung trước nhé. Đối với mẫu hoa hướng dương ở góc 3/4 thì có hai dáng cánh hoa chính. Một là dáng hoa ở góc chính diện nhìn thẳng, hai là dáng cánh hoa ở phía trước nhưng bị lật ngược ra. Nói như vậy hơi khó hiểu nhưng mà mình sẽ phác họa cho các bạn xem. Đây là cánh hoa ở góc nhìn chính diện. Cánh hoa nhỏ, gọn và đứng thẳng lên. Còn dạng cánh hoa thứ hai là những cánh hoa ở phía trước lật ngược ra. Thì cánh hoa này phần phía trên sẽ to và phần dưới nhỏ lại. Các bạn có thể nhìn mẫu mình làm. Ở phần góc trên mình có vẽ ra hai dáng cánh hoa mà mình vừa nói cho mọi người dễ dàng so sánh. Và nếu có gặp khó khăn gì về phần phác thảo, các bạn cứ để lại bình luận, mình sẽ xem và hướng dẫn chi tiết hơn nhé. Với cách vẽ này, các bạn có thể áp dụng tương tự cho việc vẽ hoa cúc. Chỉ cần các bạn vẽ phần nhụy nhỏ lại và phần cánh dài ra là chúng ta sẽ được một bông hoa cúc rồi, rất là dễ dàng. Mình sẽ vẽ thêm phần thân cây ở đây, thêm hai chiếc lá. Xin lỗi mấy bạn nha, hôm nay mình sẽ vẽ lá hơi đại khái một tí. Tại vì chủ yếu của mình là muốn hướng dẫn các bạn vẽ hoa. Còn lá thì mình sẽ dồn lại một bài riêng. Mình sẽ làm một video riêng hướng dẫn các bạn vẽ những loại lá cơ bản phổ biến hay gặp. Như vậy thì kiến thức và bài mình nó sẽ thống nhất hơn, không có bị lan man. Tiếp theo là bông hoa hướng dương ở góc chính diện. Theo kinh nghiệm của mình thì hoa hướng dương ở góc chính diện là góc vẽ dễ dàng nhất cho những bạn mới học. Tuy nhiên các bạn sẽ gặp một vài vấn đề là vẽ hoa sẽ bị méo một bên hoặc là cánh hoa không đều. Thì một cái mẹo nhỏ ở đây là các bạn sẽ vẽ những cánh hoa lưa thưa trước, sau đó vẽ khít dần lại giống như nãy giờ mình làm nè. Như vậy thì các bạn sẽ thống nhất được cái sự xòe đều hay là tròn đều của cánh hoa mà không bị dồn về một phía hay là bị lệch sang một bên. Và nếu để ý một tí thì các bạn có thể thấy là nãy giờ đi hoa nào mình cũng sẽ đi phần khung trước. Việc này sẽ giúp cho các bạn dễ dàng xác định những cái hướng của cánh hoa mình đi về một khối thống nhất, không sợ cánh hoa của mình bị lệch hay là bị méo, làm cho bông hoa của mình bị mất cân bằng. Quay trở lại với bông hướng dương nhìn từ phía sau, ở đây phần cuốn mình sẽ vẽ như phần cánh hoa bị lật ra ở đây. Về cơ bản thì phần cuốn hoa và cánh hoa khá giống nhau, chỉ khác là phần cuốn sẽ nhỏ hơn và nằm khít hơn phần cánh hoa. Ở đây mình sẽ thêm một lớp ở phía trên nữa. Bây giờ mình vẽ thêm phần cành nữa là xong phần phác họa rồi. Ở góc nhìn này các bạn nhớ vẽ phần đài hoa phình ra một tí nhé. Sau đó phần thân cây mới nhỏ lại dần. Chỗ này còn hơi trống trải nên mình sẽ vẽ thêm vài cánh hoa nữa để tạo độ rối. Mình sẽ chỉnh thêm vài cánh ở đây để cảm giác bông hoa xòe rộng ra và to hơn một tí. Như vậy là đã hoàn thành xong phần phác họa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị màu nước để qua phần tô màu nhé các bạn. Ở phần cánh hoa hướng dương mình sẽ sử dụng 3 màu chính, đó là màu vàng tươi, màu vàng nghệ và màu nâu nhạt. Bạn nào thích cánh hoa màu rực rỡ hơn thì có thể thêm một chút màu cam. Mình thì thích 3 màu này thôi. Ở phần nhụy thì mình sẽ thêm màu nâu đậm nữa. Nên tổng cộng là mình sẽ sử dụng 4 màu cho bông hoa này: màu vàng tươi, vàng nghệ, nâu nhạt và nâu đậm. Đầu tiên mình sẽ đi phần nền tổng thể cho cánh hoa. Mình sẽ thoa trước một lớp nước, sau đó thả màu vàng chanh vào. Bạn nào mới bắt đầu tập vẽ, chưa quen với kỹ thuật loang màu thì có thể xem lại video học vẽ cơ bản 2.1 của mình nhé. Mình có hướng dẫn kỹ thuật loang màu và chuyển màu dành cho những bạn muốn học cơ bản và đang tập làm quen với màu nước. Để tô phần cánh hoa hướng dương được tự nhiên, các bạn lưu ý là khi loang màu chúng ta sẽ để hướng cọ dọc theo chiều dài của cánh hoa. Ở bông hoa này mình sẽ đi màu vàng chanh ở phía ngoài vào trong và một lát nữa mình sẽ chuyển thêm màu vàng nghệ từ phía trong ra ngoài. Tùy vào sở thích và tổng thể của bức tranh mà các bạn sẽ chọn tỷ lệ màu phù hợp cho bông hoa của mình. Thường thì mình vẽ những kiểu hoa tươi sáng hay là hoa mới nở hoặc là ban ngày thì mình sẽ đi tỷ lệ màu vàng chanh nhiều hơn. Còn những tấm để mô tả hoàng hôn hay là tĩnh vật hoặc là những tấm kiểu buồn buồn, mang mát mà hoa úa tàn, mình sẽ cho tỷ lệ màu nâu nhiều hơn. Tùy vào sở thích của các bạn thôi.
Trong lúc đợi bông hoa chính giữa khô, mình sẽ tô luôn phần nền của hai bông hoa còn lại. Các bạn thấy là mình luôn đi từ trong ra ngoài dọc theo chiều cánh hoa chứ mình không đi vòng tròn nha. Tại vì khi các bạn đi vòng tròn á, màu nó sẽ loang theo cái vòng tròn luôn, thì cánh hoa nó sẽ không được tự nhiên, nhìn nó như cái mặt trời vậy chứ nhìn nó không giống bông hoa. Đấy là chia sẻ cá nhân của mình thôi, tại vì thường học trò mình học ở lớp á hay nói với mình là cô ơi, tại sao cái hoa của con nhìn nó kỳ cục lắm, nó không có tự nhiên, nhìn nó như cái bông nhựa. Là do các bé khi tô màu á đi cọ thành hình vòng tròn chứ không đánh ra theo chiều dọc của cánh hoa, nên mình chia sẻ ở đây với các bạn luôn. Mong là các bạn sẽ không bị những cái lỗi giống như vậy. Sau khi phần nền của cánh hoa đã xong thì mình sẽ bắt đầu tách cánh. Ở đây mình sẽ sử dụng màu vàng nghệ và màu nâu nhạt. Sẵn đây mình cũng sẽ hướng dẫn cho những bạn mới học cơ bản cách loang những mảng màu nhỏ mà không bị rối. Đây chỉ là một cái mẹo để cho các bạn dễ kiểm soát mảng màu thôi nha. Các bạn sẽ sử dụng hai cây cọ, một cây cọ dùng để lấy màu và một cây cọ dùng để lấy nước. Ở đây thì cây cọ màu cam mình dùng để lấy màu và cây cọ màu nâu mình dùng để lấy nước. Mình dùng cây cọ màu cam để thoa màu lên trước, sau đó dùng cây cọ màu nâu để loang nước nhẹ ra. Như vậy nó sẽ rất là dễ kiểm soát và các bạn sẽ không bị rối hay là bị lỏng bỏng nước. Cứ làm như vậy cho đến hết bông hoa thôi. Mình sẽ tô cho phần chân của cánh hoa đậm và phía trên nhạt dần. Ngoài ra thì những cái phần khe hở ở lớp hoa bên dưới mình cũng sẽ tô đậm lên một tí. Tại vì phần đó ánh sáng bị che khuất nên phần cánh hoa nó sẽ tối hơn những cánh hoa ở lớp trên. Khi đi một lúc hai cọ như vậy, cái cây cọ của mình dùng để lấy nước á, sau khi mình vẽ vài mảng màu thì nó sẽ bị thấm màu từ bài vẽ ngược lên. Nên các bạn nhớ là rửa cọ liên tục để cây cọ của mình luôn luôn sạch, để tránh cái việc mà mình loang màu bị lẫn lộn màu với nhau. Và với cây cọ dùng để loang nước, các bạn lưu ý là chỉ giữ một lượng nước vừa phải trên phần thân cọ thôi. Vì nếu như để nước đọng quá nhiều trong phần thân cọ thì các bạn sẽ không loang màu được, mà nước sẽ nhiễu xuống và làm hư luôn bức tranh của mình đó. Bây giờ là đến bông hoa góc nhìn từ phía sau. Ở đây mình sẽ dung kỹ hơn cách mình tô màu để cho các bạn mới học có thể làm được. Kỹ thuật này là một cách đơn giản để cho các bạn có thể dễ dàng kiểm soát được những mảng màu nhỏ. Và mình nghĩ đây sẽ là một kỹ thuật giúp ích rất nhiều cho những bạn mới học. Đối với phần nhụy của hoa hướng dương, mình sẽ sử dụng màu nâu đậm để đi vào phần mé và phần tâm của nhụy hoa. Sau đó những phần còn lại mình sẽ cho một ít màu nâu nhạt để phủ đều lên. Nếu bạn nào thích phần nhụy hoa có màu tươi sáng thì có thể pha thêm một chút màu vàng nghệ vào trong màu nâu nhạt lúc tô. Như vậy thì phần nhụy hoa sẽ sáng màu hơn rất là nhiều. Để tạo độ sần sùi cho phần nhụy hoa trở nên tự nhiên hơn, sau khi phần nền đã khô, mình sẽ sử dụng màu nâu đậm chấm lưa thưa những cái phần mép xung quanh. Như vậy thì màu nó sẽ tạo độ gồ ghề hơn, nhụy hoa sẽ trở nên tự nhiên hơn một chút. Nếu như các bạn thích phần nhụy hoa của mình có một chút phấn hoa thì có thể chấm thêm màu vàng nữa, giống như mình ở đây đang chấm thêm một lớp màu vàng chanh vậy đó. Tiếp theo là phần thân và lá cây của hoa hướng dương. Ở đây mình sẽ sử dụng màu xanh lá cây. Mình sẽ pha hai màu xanh lá cây đậm và xanh lá cây nhạt lại với nhau để tạo thành một màu trung gian, sau đó tô lên phần thân cây. Để phần thân cây tự nhiên hơn thì một bên mình sẽ cho thêm một chút màu vàng để tạo độ sáng. Như vậy thì thân cây của mình nó sẽ có sáng tối nhiều hơn. Phần lá cây mình cũng sẽ chuyển giữa hai màu, màu xanh lá cây và màu vàng. Một cái mẹo nhỏ cho những bạn khi mà tô những cái hoa màu vàng á, các bạn nên dùng một ít màu của phần cánh hoa thoa lên phần thân cây. Như vậy thì hoa và phần thân cây sẽ ăn nhập với nhau hơn, tạo cảm giác tự nhiên và dễ chịu hơn rất là nhiều. Ở mẫu hoa hướng dương này thì các bạn có thể thêm màu vàng chanh hay màu vàng nghệ gì vào phần thân cây đều được hết nhé. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong 3 mẫu hoa hướng dương cơ bản rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Tạm biệt mọi người.